Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc cho mọi người có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng nhé. Mình tự giới thiệu, mình tên là Trần Trang. Hiện tại mình đang sống và làm việc ở Vũng Tàu. Hôm nay mình làm video này để cảm ơn sâu sắc nhất tới tỷ phú đô la Big Tail, một cô gái vô cùng xinh đẹp, tài năng và tràn đầy năng lượng. Khi mà bên trong mình luôn có một sự khao khát, làm thế nào để trở nên thành công, làm thế nào để có một cuộc sống tự do, giàu có, hạnh phúc trọn vẹn, thì tiềm thức đã kết nối cho Trang biết tới tỷ phú đô la Big Tail và những chuỗi livestream mà cô ấy đã chia sẻ trên trang cá nhân đã lôi cuốn và hấp dẫn Trang, đồng thời kết hợp với ba cái cuốn sách mà Trang đang sở hữu trong tay, mà mọi người thường gọi đó là bộ ba cuốn sách huyền thoại trên thế giới: Sức mạnh tiềm thức, Bí mật tư duy triệu phú, Người giàu có nhất thành Babylon. Và ngay lúc đó Trang ra quyết định bằng mọi cách để gặp được cô ấy, để lắng nghe cô ấy chia sẻ cách mà cô ấy đã ứng dụng sức mạnh tiềm thức như thế nào để đạt được kết quả tài chính như mong muốn. Và tiềm thức đã đáp lại cái mong ước đó của Trang. Và rất là tuyệt vời khi mà Trang được gặp cô ấy. Cái năng lượng mà cô ấy lan tỏa ra xung quanh nó rất là đặc biệt và khác thường như những người mà Trang đã từng gặp. Những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức chia sẻ của cô ấy thật sự là tuyệt vời, mà trước giờ Trang chưa bao giờ được ai chia sẻ cả. Chính vì điều đấy, hôm nay Trang làm cái video này để cảm ơn. Và Trang muốn chia sẻ cái món quà mà sắp tới đây tỷ phú đô la Big Tail sẽ chia sẻ cho mọi người vào một ngày đặc biệt, một chương trình vô cùng tuyệt vời. Đó chính là cái buổi offline tại Quảng Ngãi sắp tới. Cô ấy sẽ chia sẻ cái giá trị mà cô ấy đã được học từ tỷ phú đô la Tony Robbins tại Singapore. Đây là một món quà Trang chắc chắn rằng ai có mặt ngày hôm đó, các bạn hoàn toàn lột xác và các bạn sẽ biến mình trở thành một chủ đại bàng thật là to lớn và dũng mạnh. Các bạn có thể tự bay cao, bay xa, tự đứng lên cái đôi chân của các bạn tự đi. Và còn hơn thế nữa, các bạn biết sử dụng sức mạnh tiềm thức để các bạn đạt được tài chính như các bạn mong muốn và những điều tốt đẹp trong cái cuộc sống của các bạn. Chỉ cần các bạn ra quyết định, chỉ cần các bạn có một sự khao khát mong muốn, thì các bạn sẽ đạt được những điều mà các bạn mong đợi. Trang rất là vui khi được mọi người lắng nghe cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của Trang. Chúc cho mọi người có một ngày thật là hạnh phúc nhất nhé. Xin chào và tạm biệt.